Chào cô Lát, hôm nay chúng ta bắt đầu làm việc buổi đầu tiên môn phân tích phân mục B. Do cái đặc điểm lớp mình là lớp nói rõ là lớp học lại, cho nên là tôi dành chủ yếu cái thời gian để rèn luyện các cái dạng bài tập để mục tiêu là nói gọn là mục tiêu là cả lớp đậu hết nếu mà có học hành đàng hoàng. Dĩ nhiên cái việc đó thì nó tùy thuộc hoàn toàn vào anh chị thôi. Học thì mình đậu, còn không học thì tôi cũng chịu chết. Đây thì có vài cái thông tin đó. Hôm nay là thứ mấy? 7 ngày 5 tháng 3 22. Hôm nay thì chúng ta học cái bài đầu tiên, chính xác là cái dạng bài tập đầu tiên. Đó là về giới hạn của hàm số. Nội dung của mình là 21.1 ha. Phân tích phân mục B. Thứ nhất là chương thứ nhất là giới hạn liên tục. Cái thứ hai là đạo hàm và ứng dụng. Cái thứ ba là tích phân. Cái thứ tư là chữ số, chữ hàm. À, có 4 chương chính bài thơ. Về giới hạn của hàm số thì chúng ta lưu ý những cái vấn đề gì? Chúng ta cũng lưu ý thêm là về đánh giá đó. Đánh giá môn học. Thì hiện tại nếu mà tức là giữ nguyên cái thông tin như hiện tại giờ này nè, thì nhà trường chính xác là ông hiệu trưởng đó có quy định là cái gọi là giữa kỳ ha, gọi là điểm thành phần đó. À, chúng ta hay nói theo cái nghĩa mở rộng là giữa kỳ 50% ha. Chính xác là khoảng 40-60% gì đại loại, nhưng mà dung hòa trong cái học kỳ vừa rồi thì 50%.
còn cuối kỳ, cuối kỳ thì khoảng đó nữa ha. Thật ra giờ là không biết vì lý do gì, nhưng mà tóm lại là với cái tình hình dịch bệnh thì cái điểm thành phần họ muốn tăng lên, tức là lãnh đạo nhà trường muốn tăng lên. Và tăng lên thì các anh chị thấy là nó cũng khó ha, cũng khó tùy cái thành phần lớp. Ví dụ các cái lớp chuyên ngành, giả sử có 20 sinh viên đi, rồi mình học offline không có dịch bệnh gì cả thì cái việc đánh giá nó dễ. Bây giờ ví dụ tình hình học online như thế này, lớp trên 100 sinh viên thì rõ ràng nó cũng hơi khó, hơi khó. Ví dụ chấm bài tự luận rồi các anh chị làm rồi chấm bài, thật ra nó rất là lâu. Cái việc học online từ xa như thế này thì cái việc mà kiểm soát cái gọi là kiểm tra mà coi như về cái việc đánh giá nó cũng hơi khó. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà từ đây tới cuối học kỳ không biết có thay đổi gì không, nhưng mà nếu mà giữ nguyên như hiện tại thì chúng ta chú ý như vậy ha. Còn cái điểm thành phần cuối kỳ thì không bàn ra. Cuối kỳ thì dĩ nhiên là trường tổ chức bình thường, như các anh chị cũng đã biết rồi. Còn điểm thành phần thì nếu mà không có gì thay đổi, nếu không có gì thay đổi thì tôi dự kiến là sẽ làm một số cái bài kiểm tra. Hai hình thức là trắc nghiệm và tự luận. Thật ra cái mong muốn như vậy nhưng mà cũng hơi khó. Lớp mình hiện tại là đang trên 100 sinh viên cho nên cái tự luận này cũng hơi khó quá. Bây giờ cho nên là cái khả năng lớn khả năng lớn mình sẽ làm bài trắc nghiệm ha. Mà một số là bao nhiêu chắc là để cho nó dung hòa là khoảng hai bài chính thức. Và dĩ nhiên trước khi làm hai bài này thì sẽ có thông báo trước. Thông báo trước có nghĩa là ví dụ như tôi dặn các chị giờ này tuần sau hay là gì đó vân vân thì sẽ thông báo. Như vậy các anh chị theo dõi các cái thông báo trên cái trang phụ là trang Classroom của môn học ha. Nhiên trang phụ. Còn cái trang chính dĩ nhiên về nguyên tắc là vẫn là trang mốt đồ của trường ha, trang chính. Và hiện tại thì tôi dùng cái dĩ nhiên để tôi xem thử cái tình hình trên trang mốt đồ như thế nào. Tại vì lúc trước hiện tại thì trang mốt đồ không có hỗ trợ cái việc gõ công thức toán, nó cũng hơi phức tạp á. Không hỗ trợ. Nên là cũng hơi cực. Rồi. Còn cái cuối kỳ thì chắc chắn là tự luận ra. Này 100% là tự luận ra. Viết bài. Còn cái bản thân tôi á, bản thân tôi thì tôi thích cái này là 30 thôi. Cùng lắm là 30. Còn cái này là 70. Ha. Bản thân tôi thích vậy. Nhưng mà hiện tại quy định nhà trường thì biết căn cứ trên cơ sở nào không biết, họ chỉ đưa ra cái ông hiệu trưởng ký cái thông báo đưa ra như vậy thôi. Thì trước mắt học kỳ vừa rồi mình cứ tuân theo vậy đã, rồi tùy cái tình hình sắp đến như thế nào rồi tính tiếp cả lớp. Thì nói thêm để cho cả lớp theo dõi cái để biết cái công việc. Bây giờ về giới hạn hàm số thì chúng ta có các cái công cụ, hay nói cách khác là tôi tạm chia là thành từng dạng đi để cho dễ theo dõi. Dòng 1.
ta dùng cái định lý kẹp. Dạng thứ nhất là tính giới hàng hàm số, chúng ta dùng cái định lý kẹp. Định lý kẹp trong trường hợp hàm một biến nói cái gì? Nếu f lớn bằng r, lớn bằng h, điều này giả sử đúng với mọi x rất gần x0. Và khi x nhận giá trị rất gần x0 thì bắt ra thức này đúng. Và ngoài ra chúng ta giả sử rằng là liêm của rx x tiến về x0 bằng liêm của hx x tiến về x0 và cùng bằng L đi. Nếu như thế thì hàm số bị kẹp ở giữa là f đó cũng có liêm và đồng thời là liêm bằng L luôn, thì tồn tại liêm fx x tiến về x0 bằng L có và đồng thời là bằng cái giới hạn chung đó luôn, nhà các đó. Thì cái kết quả như thế người ta gọi là định lý kẹp. Ta minh họa bài bản. Tính năng là bằng liêm của x bình nhân với sin của 1 chia x mũ 3 x tiến về 0. Tính giới hạn cả lớp nhớ lưu ý rằng là x mà tiến về không đó thì theo định nghĩa giới hạn đó thì chúng ta có x khác không như cả lớp, x khác không. Các chị hỏi của theo định nghĩa là định nghĩa nào, định nghĩa là định nghĩa nào, tôi ghi chú lại một chút nè. Tìm fx x tiến về x rô được gọi là bằng ăn là nếu phải chỉ nếu này là định nghĩa nè. Khi mà epsilon dương tồn tại delta dương sao cho nếu x trừ x rô lớn hơn không và nhỏ hơn delta là suy ra trị đối với fx trừ ăn là nhỏ hơn epsilon. Tuy nhiên chúng ta không đi quá sâu vô cái việc làm bài tập áp dụng định nghĩa theo ngôn ngữ epsilon delta. Và các anh chị biết rằng là khi học về giới hạn hàm số đó thì chúng ta biết rằng là định nghĩa chi tiết nhất, mô tả đầy đủ cái bản chất toán nhất chính là định nghĩa theo ngôn ngữ epsilon delta ở đây. Phải không? Thế thì chúng ta biết rằng là để mô tả cái chuyện là ở đây x tiến về x0 có nghĩa là cái bản chất là x rất gần x0 ha. X rất gần x0. Thì cái chỗ nào trong cái định nghĩa này nó mô tả cái chỗ đó thì các anh chị biết rằng chính là cái bắt đầu thức này này. Nó mô tả cái ý là x rất gần x0. Rồi. Nói tương đối ngắn gọn thôi, mình không có đi sâu. Thứ hai nữa là fx rất gần L thì mô tả như thế nào? Cái chỗ này ý muốn nói rằng là x rất gần fx, xin lỗi, fx rất gần L thì được mô tả bởi bắt nó thức này nè, thì từ đó có fx trừ L nhỏ hơn epsilon
thì nó thể hiện cái ý là fx sát gần. Rất gần này là. Dĩ nhiên cái chỗ chúng ta đang cần không phải là cái chỗ nào trong các cái chuyện này, mà đang nói là vì sao x tiến về không thì x khác không. Thế thì cái chỗ mà nói đến cái chỗ đó đó chính là chỗ này là cả lớp. Trị tuyệt đối của x trừ x0 mà lớn hơn không này nè. Cả lớp ha. Trị tuyệt đối của x trừ x0 lớn hơn không thì rõ ràng đủ để kết luận, là đủ để kéo theo là suy ra đó là x trừ x0 khác không chứ gì nữa. À, nó tương đương với cái ý là x trừ x0 khác không. Mà x trừ x0 khác không thì dĩ nhiên tương đương với x khác x0 chứ gì nữa. Hiểu được không nào? Tức là x nhận những giá trị rất gần x0, gần cỡ nào cũng được nhưng mà không bao giờ bằng. À, thì nó xuất phát từ cái chỗ trong định nghĩa như vậy đó. Rồi, nhưng mà dĩ nhiên cái trọng tâm của mình ở đây là mình đang áp dụng cái định lý kẹp để mà tính cái liêm này. Nên mình sẽ tập trung kẹp cái hàm. Giờ ta có. Giờ các anh chị xem thử hàm sin của 1 chia x mũ 3 với x khác không rồi. X tiến về không thì x khác không rồi. Đáp cả lớp. Giờ mời một bạn trả lời coi. Còn thì hướng dẫn chính thôi. Tôi không có làm hết. Mời bạn Phan Sơn Lộc 571, 571 là ba chữ số cuối của mã số sinh viên á. Phan Sơn Lộc đâu? À dạ, em nè. Rồi. Sin của một chia x mũ 3 theo anh là cái giá trị của nó đi từ đâu tới đâu anh? À dạ, từ trừ 1 đến 1. Đúng rồi. Từ trừ 1 đến 1. Đúng. Rồi. Điều này dĩ nhiên với mọi x khác không. Phát năng thức này luôn luôn đúng với mọi x khác không. Bởi vì cả lớp biết rằng là cái giá trị của hàm sin với giá trị hàm cos thì cái miền giá trị đó là đoạn trừ 1, 1. Rồi. Và đây chính là cái cơ sở để mình kẹp này cả lớp. Để mình kẹp này. Để cái đề đây. Rồi. Và bây giờ các chị thấy rằng là x bình phương thì một cách tổng quát đó, nếu mà xét cả có thể nhận luôn số 0 đó thì cả lớp biết rằng là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. À, còn nếu như các anh chị muốn chặt chẽ hơn, các chị bảo là tôi bỏ số 0 luôn thì dĩ nhiên lúc này các anh chị có dấu bằng tức là lớn hẳn 0. Phải không? Bây giờ từ đây thì suy ra điều gì? Bạn vừa gọi đó, bạn nói tiếp đi. À, dạ. Suy ra là... Suy ra là x bình phương nhân với sin của 1 chia x mũ 3 đó. Theo anh là bây giờ nó như thế nào? À, lớn hơn bằng 0. Lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu? Và bé hơn hoặc bằng bao nhiêu? Cái ý của mình là đang làm gì anh biết không? Cái ý của tôi là đang đi kẹp cái hàm mình cần tính liêm này nè. Để chi? À. Để mình áp dụng cái định lý kẹp đó. Để mình áp dụng cái định lý kẹp. Cho nên là tôi đang cố gắng đi kẹp cái hàm mình cần tính liêm. Bởi vậy cho nên là mới cần cái chuyện là quánh giá cái x bình nhân với sin của một chiếc mà đi từ đâu tới đâu. À, lớn hơn bằng 0. Ý lý do sao ra không vậy ta? À trừ từ trừ 1 đến 1 ạ. Cái sin thì đi từ trừ 1 tới 1. Nhưng mà bây giờ có x bình mà nhân thêm x bình này nè, bạn thấy không? Nhân thêm x bình này nè. Nhân thêm à. X bình vô rồi. Nói cách khác là bây giờ mình nhân ba vế của bất tử thức này nè với cái số không âm là x bình nè. Trừ x bình. Ừ đúng rồi. Bé hơn hoặc bằng gì? À, x bình ạ. X bình nhân 1 anh hiểu không? X bình nhân trừ 1. Dạ rồi rồi. X bình nhân 1. Tức là chúng ta có cái tính chất là gì? Tính chất từ lớp 7 rồi.
bắt công thức lớp 7 rồi. Ví dụ như A lớn B đi, mà C là một số dương, thì suy ra A nhân C sẽ lớn hơn B nhân C, đại loại vậy đó. Đó là chúng ta có thể nhân hai vế của một bắc năng thức do một số dương không đổi chiều, còn nếu mà số âm thì đổi chiều, hay là vậy. Ở đây là mình mở rộng chút, tức là không âm luôn. Còn nếu mà mình gói gọn trong cái điều kiện x khác không thôi thì các anh chị thấy rằng là dương hẳn càng tốt. Tóm lại chúng ta có bắc năng thức này đúng với mọi x khác không, mọi x khác không để cho một cái x mũ 3 nó xác định ra cả lớp. Đó, như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta đã kẹp được cái hàm cần tính liêm bởi hai cái hàm hai bên. Về nguyên tắc là trong đề thi, cái câu bài số 1 mà sẽ là bài giới hạn hàm số. Và về nguyên tắc là tất cả những cái dạng mà tôi đang ôn tập cho lớp, về nguyên tắc là tôi đều có thể hỏi cả nha. Rồi, mà liêm có hàm chặn dưới trừ x bình, x tiến về 0. Thì cả lớp thấy rằng là chỉ việc thay x bằng 0 vô thôi, trừ 0 bình là 0 luôn rồi. À, còn liêm có hàm chặn trên là x bình nè, x tiến về 0, cả lớp thấy là bằng 0 luôn. Và như vậy là cả hai cái hàm hai bên, à, hàm chặn dưới với hàm chặn trên của cái hàm f của mình đó, thì cả lớp thấy rằng là đều có liêm, và liêm bằng bằng nhau và bằng không. Cho nên theo định lý kẹp thì chúng ta suy ra là cái hàm số bị kẹp ở giữa có liêm và liêm bằng hàm số chung đó luôn. Vậy tồn tại liêm của x bình phương nhân với sin của một chỉ x mũ 3 x tiến về 0 và không. Ở đây thì cả lớp lưu ý là chỉ có cách viết duy nhất như vậy thôi. Yeah, đó, ví dụ tôi hỏi bài đó thì các anh chị biết rằng là chắc chắn phải dùng định lý kẹp và đồng thời trình bày như bên trên. Bài số 2. Một bài tương đối cơ bản trong cái vấn đề này, đó là trong cái dạng này, đó là trong cái phần giới hạn hàm số, đó là liêm của x nhân với sin của một chỉ x. X tiến về 0. Tính liêm. Để chỉ tính trước thì quên viết, thì viết là không ạ.
Giờ tôi hỏi các anh chị là giờ tôi viết như thế này. Lim của x nhân với sin của 1 chia x. X tiến về 0. Bằng lim của sin của 1 chia x tan cho 1 chia x. X tiến về 0. À, đến đây tôi bảo rằng là giới hạn này nó có dạng là lim của sin u chia u, u tiến về 0, và công thức thì chúng ta biết rằng là bằng 1. À, công thức này, cái giới hạn cơ bản này chúng ta biết thật ra từ lớp 11 rồi à. Cho nên giới hạn này nó có dạng lim sin u chia u, và như vậy tôi kết luận là lim bằng 1. Giờ tôi hỏi là được không? Mời bạn Trần Dương Trung Hiếu 051. Dạ thêm nghĩ là không. Vậy được không? Dạ không. Sai chỗ nào? Dạ sai bước biến đổi lim sin một chiếc chia một chiếc. Ủa ý là chỗ này là sai hả? Sai chỗ nào đâu? Thấy đúng mà. Gọi là đưa x ở đây xuống tầng thứ 3 chứ có gì đâu sai. Này đúng mà. Đẹp suy nghĩ lại. Mời bạn Trần Thanh Tùng 160. Trần Thanh Tùng. Dạ em không biết. Ý là cái bài viết của tôi như thế này thì đúng hay sai? Thầy em nghĩ là đúng. Nếu anh là anh làm vậy đúng không? Dạ. À, cảm ơn. Em bạn nữa coi. Mời bạn Trương Vĩ Cường ha, 018. Trương Vĩ Cường 018. Dạ em nghĩ là sai thầy. Nhưng mà sai chỗ nào? Vì sao? Chung là đúng cũng vì sao mà sai cũng vì sao, mình phải biết cách giải thích, cái chỗ đó nó quan trọng. Thật ra là nói thẳng là sai thì cái đó, nhưng vấn đề là sai chỗ nào thôi. Thì còn dĩ nhiên nếu đúng là thôi chứ làm bài gì đâu, nó tầm thường vậy. Nhưng mà quan trọng là sai chỗ nào. Em không biết. Rồi, cảm ơn. Sai. Vì sao? Vì u ở đây là mấy cả lớp, là 1 chia x nè. Phải không? Vì u bằng 1 chia x, tức là có dạng sin u chia u thì đồng ý. Đồng ý là có dạng sin u chia u với u là 1 chia x này cả lớp. Nhưng mà x mà tiến về 0 thì u bằng 1 chia x, thì cả lớp thấy bây giờ u nó có tiến về 0 đâu. Không phải. U bây giờ là thật ra nó tiến về có thể cộng hoặc là có thể là trừ vô cùng. Cả lớp đồng ý không? Nếu x tiến về 0 cộng thì 1 chia x tiến về cộng vô cùng. Nếu x tiến về 0 trừ thì 1 chia x tiến về trừ vô cùng, tức là nó khác không rồi. Nên không có áp dụng công thức này được. Nên không áp dụng công thức. Nên không áp dụng công thức này được. Hiểu không? Áp dụng không có được. U phải tiến về 0 thì lim nó mới bằng 1 được. Chứ còn U tiến về cộng trừ vô cùng thì nó không có bằng 1. À, U nó không tiến về 0 là lim không có bằng 1 được. Ý là vậy đó. Cả lớp. Vấn đề là mình làm bài mình phải làm được, và đồng thời là mình biết phải đúng hay sai. À, cái vấn đề thầy cho đây là những cái bài tương đối cơ bản, cái này không có nâng cao nâng thấp gì cả. Mình đang
mai mốt thi cử cũng vậy thôi. Còn dĩ nhiên trong cả cái đề thi thì cũng phải có một hai câu khó để mà điểm 9 điểm 10 là bình thường, mà hầu như là cả cái đề thì cơ bản thôi. Rồi, vậy thì cho nên tóm lại bài đó các anh chị thấy là làm chứ không được, cho nên rút lại là chúng ta phải kẹp thôi. Giờ mình đi kẹp nó nè. Thì để cho nó thật ra có nhiều cách viết lắm, nhưng mà để cho nó rõ ràng giờ tôi xét cái trường hợp 1. X tiến về không cộng đi cả lớp. X tiến về không cộng. Và x tiến về không cộng thì cả lớp biết là x là số dương, có phải không? Thế thì ta có sin của 1 chia x. Thì cả lớp thấy là cũng giống như hồi nãy thôi, đi từ trừ 1 tiến 1. Rồi x bây giờ là dương rồi, cả lớp thấy không? Cho nên nhân ba vế của bất công thức này cho, sao bỗng nhiên viết bút đỏ vậy? Đen đi. Nhân ba vế bất công thức này cho x thì suy ra là bất công thức không đổi chiều phải không? X nhân với trừ 1 là trừ x, bé hơn hoặc bằng x nhân với sin, bé hơn hoặc bằng x nhân 1 là x. À, mà lim của trừ x, x tiến về không cộng, xin lỗi, mà liên của trừ x, x tiến về không cộng thì cả lớp thấy rằng là thấy x bằng không vô thôi, zero. Và liên của hàm chặng trên, liên của x, x tiến về không cộng cũng bằng không luôn. Cho nên chúng ta kết luận là hàm số bị kẹp ở giữa cũng có liên và đồng thời là liên bằng không luôn, do đó. Lim của x nhân với sin của 1 chia x. X tiến về không cộng. Bằng không. Đây là 1. Hoàn toàn tương tự như vậy. Trường hợp 2. X tiến về không trừ. Điều này dẫn đến là x âm. X âm. Đúng. Giờ ta có sin của 1 chia x đi từ trừ 1 đến 1. Mà x bây giờ là âm rồi. Suy ra nhân ba vế bất công thức với số âm thì cả lớp thấy là bất công thức đổi chiều nha. Giờ đổi chiều nha cả lớp. X nhân với trừ 1 là trừ x nè. Bây giờ đổi chiều là sẽ lớn hơn hoặc bằng. Lúc nãy bán bằng bằng nè.
a à, và lớn hoặc bằng x nhân với sin, lớn hơn hoặc bằng x nhân với một là vậy chúng ta cũng đã kẹp được cái hàm cần tính liêm bởi hai cái hàm hai bên. Chúng ta đã kẹp được cái hàm cần tính liêm bởi hai cái hàm hai bên. Mà liêm của trừ x, x tiến về không trừ, thế x bằng không vô thôi. Và cũng bằng liêm của x tiến về không trừ cũng vậy. Còn. Nên theo định lý kẹp đó, chúng ta suy ra liêm của x nhân với sin của một chữ x, x tiến về không trừ, cả lớp thấy là có và đồng thời là bằng không luôn, để cái này là hai. Bây giờ một là gì và hai là gì? Một đó là liêm của x nhân với sin của một chữ x tiến về không cộng bằng không, còn hai là liêm của x nhân sin của một chữ x tiến về không trừ bằng không. Từ 1 và 2 thì mình suy ra điều gì cả lớp hả? Chúng ta lưu ý là chúng ta có cái đã có cái định lý. Định lý nói gì? Liêm fx x tiến về x0 bằng an l. Nếu và chỉ nếu liêm fx x tiến về x0 cộng bằng liêm của fx x tiến về x0 trừ và cùng bằng an l. Chúng ta để ý cho đó. Như vậy có nghĩa là nếu giới hạn bên phải với giới hạn bên trái, tức là hai giới hạn một phía mà nó bằng nhau, thì các anh chị thấy rằng kết luận là hàm f có giới hạn khi x tiến về x0 và đồng thời giới hạn đó bằng an l. Cho nên các anh chị thấy rằng là cái hai có nghĩa là giới hạn bên trái của hàm x nhân với sin của một chữ x, còn cái một lúc nãy là liêm của x nhân với sin của một chữ x tiến về cũng cộng là giới hạn bên phải. Mà hai giới hạn các chị thấy là đều bằng không cả, bằng nhau cả, cho nên suy ra cái hàm cần tính liêm ban đầu có giới hạn khi x tiến về không và đồng thời giới hạn đó bằng cái hàm số chung đó luôn. Các lớp hiểu được nè. Và mình nói từ 1 và 2 suy ra ăn l bằng liêm x nhân với sin của một chữ x tiến về không bằng zero. Đó là một cách viết bài nhà cả lớp. Phải chia rõ cái bên trái bên phải, tuy là nó dài chút nhưng mà nó rõ ràng. Còn cái cách viết còn lại, nếu mà không chia bên trái bên phải thì chúng ta phải dùng thì tuyệt đối, nó hơi cực hơn chút ha, hơi khó hiểu hơn chút. À, như vậy chúng ta thấy rằng là có một cái dạng tương đối đặc biệt, đó là sử dụng cái định lý kẹp. À. Dạng 2. Dùng giới hạn cơ bản. Giới hạn cơ bản trong cái phần toán cao cấp nó có nhiều, mà tôi chỉ muốn các anh chị nắm hai cái dạng tương đối quen thuộc. Thật ra là nó có từ cái thời phổ thông luôn, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ làm những cái hàm số nó tương đối khó chút. Đó là liêm của sin u chia u, lúc nãy có nhắc một lần rồi đó. Liêm của 1 cộng với 1 chia u, ví thử u, u tiến về cộng hoặc trừ vô cùng là bằng an.
A này thì cả lớp biết rằng là được gọi là hằng số Euler không? Hằng số Euler. Và khoảng 2,7 ha. Những cái cơ bản đó các anh chị biết rồi. Và ngoài ra thì thay vì viết cái dạng như thế này thì người ta viết dạng tương đương là lim của 1 cộng T lũy thừa 1 chia T. Tôi cố ý đổi chữ T với chữ U để các anh chị đỡ chán. T, T, T. T tiến về 0 cũng bằng A. Thật ra cả lớp thấy rằng là chỉ việc đặt 1 chia U đó là T thì công thức ở trên thành ra công thức phía dưới. 1 chia U bằng T thì cả lớp thấy là khi U tiến về cộng trừ vô cùng thì 1 chia U là T nó sẽ tiến về 0 ha. Nhưng mà chủ yếu các chị tập trung cho tôi cái dạng này nha. Chủ yếu. Điều đó không có nghĩa là cái này bỏ. Cái này thì thỉnh thoảng trong một số bài mình gặp. Và nếu thi tôi có hỏi thì chủ yếu là liên quan tới cái ông phía sau nhiều hơn. Mà nó liên quan nhiều chỗ lắm cả lớp. Có thể là nó liên quan tới cái phần lý thuyết chuỗi cũng có nữa. Ha. À, nó dùng nhiều chỗ. À, vài bài minh họa tính đang là bằng lim một cộng một chia x lũy thừa x tiến về hai nữa à. Mời bạn Đỗ Đặng Quốc Bảo 245. Dạ có em. Rồi, đọc cho tôi cái theo anh thì kết cái lim này bằng mấy? Đọc đáp số ra. Dạ. Bằng E. Là ý anh là có dạng 1 cộng 1 chia U phải không? Ở đây là 1 cộng 1 chia X mũ X. Đây mũ U này mũ X rồi. Theo anh là bằng mấy? Bằng E. À E. Bạn khác coi. Mời bạn Phan Cao Ngọc Nhi 411. Dạ bằng E không thầy? Bằng mấy? Dạ bằng E. Ừ, cảm ơn. Hai bạn, thêm bạn để cho nó lẻ, chứ chẳng hư khó quýnh giá. Mời bạn Nguyễn Anh Tú 084. 19 gì đó, 084 Nguyễn Anh dạ, Tú. Dạ bằng E thầy. E luôn phải không? Rồi. Dạ. Các anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Cái mà các anh chị không để ý là các anh chị... Không để ý chỗ này nè. Tóm lại. Sai hết rồi. Ba bạn sai hết rồi. Cái dạng đầu tiên các bạn để ý là 1 cộng 1 chia U mũ U là đúng rồi. Nhưng mà ghi nhớ là cái chuyện gì xảy ra vậy. U phải tiến về cộng hoặc trừ vô cùng thì cái biểu thức đó nó mới tiến về E. Để U tiến về 2 mà. Thế thì các anh chị hỏi là vậy thì làm sao? Hà trong cái tình huống này nó tầm thường quá. Tầm thường quá đi. Thế vô là xong chuyện. 1
cộng 1 phần 2 mũ 2. 1 cộng 1 phần 2 là 3 phần 2 bình phương lên cả lớp thấy rằng là đáp số 9 phần 4. Tuy nhiên tôi biết là nếu mà cho cái bài này thi có khi là 90% là không được lắm đó nha. Nhưng mà thôi dĩ nhiên cho cái bài đề thi mà nó tầm thường quá vậy nó kỳ quá. À, sinh viên các lớp rồi các trường ngoài có ua, có trường tự nhiên sao mà thi tầm thường quá vậy. Các bạn, các anh chị biết chuyện gì xảy ra nè. Bây giờ mình mới phân tích vấn đề nè. Thật ra đó thì cả lớp để ý là nó có 7 dạng vô định phải không? Đúng ra chỗ này là phải nói hồi đầu buổi học. Thường những cái này khi mà học về giới hạn thì tôi nghĩ bạn nào trong lớp cũng nhớ rồi. 7 dạng vô định. Không chia không. Vô cùng chia vô cùng. Vô cùng trừ vô cùng. Vô cùng nhân không. Một lũy thừa vô cùng. Không mũ không. Và vô cùng mũ không. Như cả lớp. Có 7 dạng vô định nha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai. Cả lớp để ý là cái liêm của sin u chia u đó. U tiến về không bằng 1 đó. Thì cả lớp thấy là cái giới hạn này nó rơi vô cái dạng vô định gì cả lớp biết không? Sin u. Sin không là bằng không chia không nè, dạng vô định là không chia chia không. Còn ở cái có nghĩa là gì? Khi mình gặp cái dạng vô định không chia không và cái bài toán nó có chứa các cái hàm lượng giác thì chúng ta nghĩ tới cái chuyện là mình biến đổi để sử dụng cái giới hạn cơ bản này. Còn ở cái bài sau thì cả lớp biết là nó rơi vô dạng vô định gì không? U tiến về cộng trừ vô cùng thì một chia u tiến về không, cho nên cơ số rõ ràng cả lớp thấy là tiến về 1. Trên mũ là u tiến về cộng hoặc là trừ vô cùng, tức là nó rơi vô cái dạng vô định là một lũy thừa vô cùng. Cả lớp ha, dạng vô định thứ 5 đó. Như vậy có nghĩa là gì? Khi gặp cái dạng vô định một lũy thừa vô cùng thì chúng ta nghĩ tới cái chuyện là biến đổi về cái dạng 1 cộng 1 chia u mũ u để mình áp dụng cái giới hạn cơ bản này. Vậy thì ở cái bài này khi mình tính một cái giới hạn đó thì cả lớp thấy là mình xem thử ở đây nó có rơi vô dạng vô định gì chưa. Chúng ta thấy cái giới hạn này hoàn toàn xác định. Giới hạn này hoàn toàn xác định. Không có vô định gì cả. Đây là một giới hạn hoàn toàn xác định. Nó không có rơi vô 1 trong 7 dạng vô định. Cả lớp hiểu được không? Cho nên mình chỉ việc là khi mà nó xác định như vậy đó, thế vô thôi. Nhưng mà dĩ nhiên, nói mà cho nó hết ý về mặt toán học, các anh chị biết là vì sao mình thế vô được không? À, thế vô vì sao? Mấy cái này ví dụ mình thi văn đáp là hỏi dễ hỏi lắm á, gọi là phong phú lắm á. Nhưng mà bây giờ, vì sao thế vô được? Vì sao vậy? Lý do là vì hiểu bài là mình mới làm bài thi nó không có sai. Mọi chuyện nó xuất phát từ cái gì các anh chị biết không? Tôi nhắc lại nè. Chúng ta có 5 cái loại hàm sơ cấp cơ bản. Lũy thừa, không? Hàm lũy thừa nè, hàm mũ nè, hàm logarit nè, rồi hàm lượng giác nè, sin cos tan cotan, rồi hàm lượng giác ngược, arc sin, arc cos, arc tan, arc cotan. Từ 5 loại hàm sơ cấp cơ bản này các anh chị dùng các cái phép toán phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia và phép lấy hàm hợp. Cái dấu tròn này là ký hiệu cho cái phép lấy hàm hợp nha cả lớp. À, thì các anh chị sẽ thu được một cái hàm người ta gọi là
hàm sơ cấp. Hàm sơ cấp. À, thế thì hàm sơ cấp này nó có đặc điểm gì cả lớp biết không? Hàm sơ cấp này nó có đặc điểm là liên tục trên miền xác định. Liên tục trên miền xác định. À, hàm sơ cấp nó có đặc điểm vậy. Mà nó liên tục trên miền xác định nghĩa là sao cả lớp? Có nghĩa là nó xác định ở đâu thì nó liên tục ở đó. Nói cách khác là gì? Như vậy, nếu F là hàm sơ cấp, và x0 là một điểm thuộc miền xác định, phải không? Thì F nó liên tục tại x0, có nghĩa là lim của Fx x tiến về x0 bằng F tại x0. Đây chính là định nghĩa hàm liên tục. À, hàm số được gọi là liên tục tại x0 nếu phải chia nếu là lim Fx x tiến về x0 bằng F tại x0. Đó, bởi vậy cho nên là đó chính là cái cơ sở mình mới thế vô là vì vậy đó. À, mình thế vô là vì vậy đó cả lớp. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là tuy là đơn giản hoặc là có vài chỗ phía trước mình cũng đã thế rồi đó. Từ đầu giờ tới giờ có nhiều chỗ mình thế vô đó. Thì cái cơ sở lý thuyết là vì cái hàm 1 cộng 1 chia x mũ x đây là hàm sơ cấp. Cho nên nó liên tục trên miền xác định, tức là liên tục tại mọi x khác không. Cả lớp ha. Tôi xin lỗi ở đây là x khác không là chưa đủ. Phải thêm cái điều kiện sao cho 1 cộng 1 chia x nó phải dương, nó cơ số mà nó phải dương. À. Cho nên rõ ràng là suy ra nó liên tục tại x bằng 2. 2 dễ thấy là thuộc miền xác định của hàm này. Mà liên tục tại x bằng 2 có nghĩa là lim của rx hoặc là liên của fx x tiến về 2 bằng f tại 2, cho nên mình thế vô được. Tại vì vậy đó nha cả lớp. À, cho nên đây là giới hạn xác định. Cho nên chúng ta chỉ việc thế vô, lý do đây là hàm sơ cấp nó liên tục trên miền xác định, cho nên suy ra liên tục tại x bằng 2, thế vô thôi. Cho nên là tóm lại, rút lại là gì? Mình vô phòng thi, mình thấy một cái bài giới hạn thì việc đầu tiên là mình xem thử giới hạn của mình nó rơi vô dạng vô định gì. Nó rơi vô dạng vô định gì? À, rồi căn cứ trên mỗi cái dạng vô định như vậy đó thì chúng ta có cái phương án xử lý thích hợp, chúng ta có cái công cụ cho nó thích hợp. Ví dụ chúng ta gặp cái dạng mà dạng thứ năm, một lũy thừa vô cùng, thì chúng ta nghĩ tới chuyện là áp dụng cái giới hạn cơ bản này, chúng ta viết cái giới hạn cơ bản này ra giấy nháp rồi chúng ta xem thử cái bài của mình biến đổi về nó như thế nào. Cả lớp ra. Tuy nhiên đi thi thì hầu như trong cái bài giới hạn đó, nó luôn luôn là hầu như luôn luôn là vô định, tại vì trong cái đề thi cái không thể cho nhiều câu được, cho nên là cho cái giới hạn xác định cho nó thông thường quá. Giới hạn xác định thì các chị chỉ việc thế vô là xong mất rồi. À, tính năng là bằng lim x cộng 1 chia x trừ 1 lũy thừa 3x cộng 8 x tiến về cộng vô cùng. Tính giới hạn. Ở đây thì cả lớp thấy rằng là cái cơ số là x cộng 1 chia x trừ 1 đó, thì rõ ràng là nó tiến về 1 nè. Không biết có rõ ràng không? X cộng 1 chia x trừ 1. Thì cả lớp thấy ví dụ chia tử và mẫu cho x đi. Chia tử rút x thừa số chung nè. Chia mẫu rút x thừa số chung nè. Đơn giản tử và mẫu cho x đi. Thì các anh chị thấy rằng là khi mà x tiến về cộng vô cùng thì cả lớp thấy là một chia x ở đây tiến về không, một chia x ở đây tiến về không, cho nên rõ ràng là trên tử tiến về một, các anh chị thấy không?
với mẫu cũng tiến về 1. Như vậy có nghĩa là cơ số nó tiến về 1. Cơ số nó tiến về 1. Còn trên mũ 3x cộng 8, 3 nhân với cộng vô cùng là cộng vô cùng, cộng 8 nữa thì dạ cả lớp đều thấy là cộng vô cùng rồi. Cho nên rõ ràng giới hạn của mình ở đây thì chắc chắn nó rơi vô cái dạng cố định, một lũy thừa vô cùng rồi. Cả lớp hiểu được không? Rồi. Vậy cho nên bây giờ giải. Mời bạn Nguyễn Nhật Khoa 088. Nguyễn Nhật Khoa. Dạ. Rồi. Dạ. Làm bài này đi. Giờ anh đọc cho tôi biết đi. Anh làm bằng gì? Lại xíu nữa. Để tôi viết lại cái đề. Rồi bạn, đọc đi, đọc tôi viết. Làm sao đây? Cái phương pháp là mình đưa về cái giới hạn cơ bản bên trên đó, đưa về dạng 1 cộng 1 chia u mũ u. Ha. Đưa về dạng 1 cộng 1 chia u mũ u. Thì bây giờ cái cách mà làm xuất hiện số 1 thì cả lớp biết là có nhiều cái phương pháp, nhưng mà tôi gợi ý cái ý đó nè. Rồi bạn có thể nói tiếp. Tôi gợi ý là các chị có thể thêm bớt 1, 1 cộng với x cộng 1 chia x trừ 1 rồi, trừ 1. Mình làm như vậy người ta gọi là thêm bớt số 1 á. Từ đây qua đây, từ đây qua đây mình gọi là thêm bớt 1. Thêm bớt 1 ở cơ số. Là bạn nào cũng có thể viết được. Rồi bây giờ bạn đọc tiếp cho tôi viết đi. Là bằng lim 1 cộng lim của x đến tới cộng vô cùng. Rồi. Của 1 1 cộng cho là 2x 2 phần x trừ 1. Đơn tử là 2 phần 2. Chứ mẫu là x trừ 1. Trừ 1. Nghĩ thừa 7 cộng 8. Rồi. Bây giờ tiếp theo mình đưa về dạng 1 cộng 1 chia u như thế nào? 1 thì mình thấy xuất hiện rồi đó. Còn cái phía sau thì mình biến đổi như sao nè. Một cộng với bây giờ mình muốn có dạng là 1 trên cho u thì có nghĩa là trên cho cái gì? Trên cho cái phương thức đó đảo ngược x trừ 1 phần 2. Đúng rồi. Một trên cho x trừ 1 chia 2. Như vậy nó có dạng 1 cộng 1 chia u rồi đó. 1 cộng 1 chia u rồi. Bây giờ anh cần mũ u, cần lũy thừa u. Thì anh cần thì anh thêm vô đi. Thêm vô rồi bớt ra. Mũ bao nhiêu? Đó là x trừ 1 phần 2. X trừ 1 chia 2. Rồi. Thêm vô. Rồi bây giờ anh bớt ra đi. Bớt ra phiên mũ á, sẽ ghi sao tiếp theo, nói tiếp. Đây là nó là 5x. Của 5 ở đâu? À, ra rút ra. Ý là từ từ đã, ý từ từ, đừng có nhanh quá. Này chỉ thêm bớt gì đó thôi.
x trừ 1 chia 2 mình lũy thừa đó, ban đầu nó không có mình thêm vô đó, mình thêm vô. Bây giờ ý tôi nói là bớt ra có nghĩa là mình lũy thừa cái gì? Là 2 phần x trừ 1. Đúng rồi. Vậy đó, ban đầu có 3x cộng 8 thì bây giờ mình để ở đâu? Cộng luôn. Nhân vô, chứ không phải cộng vô. Nhân vô. 7x cộng 8. Đó là một cách viết. X tiến về cộng vô cùng. Rồi. Giờ anh đọc tiếp đi. Hay là bằng lim của x tới cộng vô cùng. Nguyên cái bên trong mặt vuông á, anh nói gọn đi. Nguyên cái bên trong mặt vuông này lim bằng là, gì? Là lim bằng a hằng số L E. Đúng rồi, bằng E. Rồi. Gì nữa? À, mũ cho lim. Là A lim. Lim. À. Lim. Bây giờ của... nhân vô rồi đơn giản tử và mẫu cho x luôn đi. Cho cái bài viết nó gọn bớt một chút đi. Không, còn giấy tôi sẽ viết thêm được. 2 nhân với 3x là 6x. 2 nhân với 6x cộng 16 chia cho x trừ 1. X tiến về cộng vô cùng. Rồi. Bây giờ bằng e lũy thừa lim. Giờ anh đơn giản tử và mẫu cho x đi. Bản chất là giống như chỗ này nè. Giống như trên tử rút ra x ra với mẫu rút x ra rồi đơn giản đi, nó còn bao nhiêu. Từ đây qua đây mình gọi là chia tử và mẫu chữ x cho nó gọn. Ý là vậy. Ok, là còn 6 trừ 16 phần cộng chứ ha. 16 6 cộng 16 phần x. Chữ mẫu là 1 trừ 1 phần x. Đúng rồi. X tiến về cộng vô cùng. Rồi, và tới đây thì mình ghi đáp số được rồi ha. Đáp số được rồi. Đáp số bằng em muốn mấy? Em 16. Đúng rồi. Vậy thôi. Cái dạng này thì nhiều lúc là trong cái phần chuỗi mình có thể gặp đó nha. Chuỗi tại vì có N, U, N gì linh tinh đó, nhiều lúc là mình có thể gặp đó. Để ý cái dạng bài này nha. Thấy nó cơ bản như vậy cho nhiều, rất nhiều bạn làm không có được. Để ý nha. Rồi. Như vậy là cái dạng thứ hai là áp dụng giới hạn cơ bản, thì thật ra ngoài ra thì còn nhiều vấn đề nữa. Mà tôi trọng tâm tôi muốn lớp tập trung cái chú ý cái vấn đề đó. Ta qua dạng thứ ba. Tôi lưu ý là buổi chiều bình thường chính thức là bắt đầu từ 12 rưỡi. Nhưng mà có hai cách làm việc. Một là chúng ta bắt đầu từ 12 rưỡi rồi chúng ta làm việc một lát, rồi chúng ta giải lao rồi vô tiếp. Tôi chọn cái phương án thứ hai là chúng ta bắt đầu trễ một chút là 1 rưỡi. Nhưng mà chúng ta học thẳng một hơi. Xong rồi chúng ta nghỉ nha. Cho nên là mình làm việc thẳng luôn. Dạng 3 là áp dụng quy tắc. L'Hôpital. Này thì phiên âm mình không có đọc tiếng Anh Hospital gì cả. Đây là phiên âm các anh chị cũng đã biết rồi. Các chương trình toán tiếng Việt thì phiên âm tên người Pháp mà, tên của một người Pháp. Phiên âm ra là L'Hôpital. L'Hôpital. Phiên âm tiếng Việt. Quy tắc L'Hôpital nói gì cả lớp? Tóm tắt lại một chút nè. Đây chúng ta lưu ý là coi như về lý thuyết á, dĩ nhiên nếu mà theo đúng thứ tự lý thuyết thì giới hạn là tới đạo hàm và tới ứng dụng đạo hàm gì phải không? Nhưng mà chúng ta đang ôn tập môn học với cái tư cách là ôn tập lại, cho nên là coi như cái chuyện đạo hàm coi như biết luôn rồi. Đây mình đang tổng quan lại các cái dạng bài tập của môn học ha.
Thì chúng ta biết rằng là quy tắc L'Hôpital nó tóm gọn là lim của U chia V. Nếu mà giới hạn này nó có dạng là không chia không hoặc là vô cùng chia vô cùng, à, nếu U chia V nó có dạng không chia không hoặc vô cùng chia vô cùng khi x tiến về x0 và đồng thời tồn tại lim của U phẩy chia V phẩy khi x tiến về x0, thì lúc đó lim của U chia V sẽ bằng lim của U phẩy chia V phẩy. Cho nên quy tắc L'Hôpital nói gọn đó, nói gọn nhẹ nhàng thôi, lim của U chia V sẽ bằng lim của U phải chia V phải thì x tiến về 0. Nhưng mà cả lớp biết rằng là khi nào thì áp dụng được công thức này, khi mà giới hạn nó có dạng U chia V đó, nó có dạng không chia không hoặc là vô cùng chia vô cùng. Và dĩ nhiên là lim của U phải chia V phải tồn tại thì mình mới áp dụng được. Cả lớp hiểu được ha? À. Rồi, và ngoài ra thì chúng ta biết rằng là năm cái dạng vô định còn lại, năm cái dạng vô định còn lại là vô cùng trừ vô cùng, rồi vô cùng nhân không, một lũy thừa vô cùng, không mũ không và vô cùng mũ không, thì chúng ta cũng sẽ biến đổi để đưa về một trong hai dạng vô định này để mà áp dụng trực tiếp quy tắc L'Hôpital quen thuộc rồi ha. Hay yếu mật này. Chăm thêm tí. Mời bạn Đặng Thị Thùy Dung 137.
Đặng Thị Thùy Dung 137. 137 là ba chữ số cuối mà số sinh viên ở khoa 21 á. Rồi, chắc bật zoom lên rồi đi ngủ rồi đúng không? Dương Minh Khang. Dạ có. Ừ rồi, hay quá. Gọi hai bạn mà có một bạn có mặt 50% lớp rồi ha, quy nạp không hoàn toàn. 21 đầu nửa lớp là ngon rồi. Làm bài này đi anh. Dạ, trước tiên là em phân tích thằng axin x. Đang là bằng liệp. Axin x chia, viết lại cái đề đó. Bây giờ câu hỏi thứ nhất là cái giới hạn này nó có dạng gì anh? Dạ có dạng không chia không. Đúng rồi. Hạt sinh của 0 bằng 0. Để thấy bằng 0 vô dưới mẫu thì log ngay bài của 1 là 0. Đúng rồi. Rồi giờ anh L'Hôpital đi. Dạ bằng lim của... đạo hàm điện tử. Đọc kết quả sau khi đạo hàm. Rồi cái bảng công thức đạo hàm của hàm một biến và bảng công thức tích phân của hàm một biến số là cả lớp phải thuộc hết nha. Chịu khó học chút. Giờ dùng hàm hợp để phân tích nó ra được thầy. Gì vô cực vậy? Giờ đạo hàm thôi chứ có gì đâu mà hợp chi. Thật ra có nhiều cách khác nữa nhưng mà mình đang minh họa cái quy tắc L'Hôpital thì mình đạo hàm đi thôi. Tóm lại là axin x đạo hàm công thức có nhớ không? Để bằng 1 phần căn của 1 trừ cho x bình. Đúng rồi. 1 trên căn bậc 2 của 1 trừ x bình, đúng rồi đó. Rồi với mẫu đạo hàm. Là bằng 1 chia cho 1 phần x. Đúng rồi. Rồi thế vô là xong chuyện rồi, viết đáp số luôn được rồi. Nó tầm thường quá. Vậy là bằng 1. Đúng rồi. Các chị thế x bằng 0 vô. Thì rõ ràng điện tử là 1, với mẫu cũng là 1. Đáp số là 1. Rõ quá là bài này nó tầm thường quá. Làm cho vui vậy thôi chứ còn không khó khăn gì. Này. Đầu mấy cái bài này tôi quen luôn chữ tính luôn à ha. Mặc định là có chữ tính. Mời bạn Đinh Thành Vinh. Tên Đinh Thành Vinh quen quá vậy ta. Có học lớp tôi cũ không vậy trời. Đinh Thành Vinh có mặt không? Dạ có thầy ơi. Và có phải học kỳ 1 anh học lớp tôi không vậy? Dạ không thầy. Không hả? Không. Mình quen vậy à. Rồi, làm bài này đi anh. Em thầy là... Bây giờ trước nhất là cái bài này nó có dạng gì? Giới hạn này nó có dạng gì? Vô cùng chia cho... Chị mấy? Chị vô cùng luôn thôi chứ có gì đâu. E là 2,7 mấy mà lũy thừa x, tức là lũy thừa số dương rất lớn là bằng số dương rất lớn thôi. Hiểu được không? Được rồi. Được rồi. Rồi, bây giờ áp dụng quy tắc L'Hôpital đi. Tôi viết lại cái đề.
Rồi, áp dụng quy tắc của Vietnam đi. Dạ thưa thầy là 3x bình. 3x bình chia cho e ngụ x. Rồi. Dạ thầy Lobitan thêm lần nữa. Ừ. Tiếp. Dạ thầy sẽ là bằng 6x chia cho e ngụ x. Rồi, đúng rồi. Lobitan thêm lần nữa là còn 6 chia cho e ngụ x. Rồi. Dạ thầy kết quả là bằng 0. Vì sao nó ra bằng 0 vậy? Dạ thầy là một số chia cho vô cùng. Rồi. 6 chia cho cộng vô cùng. 0. Đúng rồi. Đúng rồi đó, khá lắm. Đề 3. Và đây là một cái bài tương đối đặc trưng ha. Còn như tôi giảng về giới hạn, tôi thường lấy cái bài nào làm ví dụ minh họa. Mực nó không được đậm lắm đâu. Mời bạn Nguyễn Tùng Dương 058. Có giám thị ạ. Rồi. Và câu hỏi thứ nhất là bài này thuộc dạng gì? 090 thầy ạ. Quá ha. Tao nhìn sao hay vậy? Tao nhìn là tôi không thấy luôn vậy. Không ở đâu mà không chia không vậy? 0 × 0 thầy ạ. Ồ, nếu mà 0 × 0 thì nó có vô định không ta? Có thầy ạ. Ủa có hả? Ủa sao tôi không biết vậy? Tôi giảng một lát tôi nghi ngờ chính tôi luôn á trời. Ủa, có luôn hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bài này nè. Ừ, có khi nào có dạng vô định thứ 8 không ta? Có gì đây? Ừ, xem lại, cẩn thận coi. Bây giờ mình mới phân tích nè. X tiến về 0 cộng có nghĩa là X nhận các giá trị là số dương và rất bé đó nha, cái ý nghĩa của nó là vậy. Cái thừa số thứ nhất là x tiến về 0. Cái thừa số thứ hai là bạn thấy là log neighbor của số dương rất bé đó, nó là gì vậy ta? Giờ tôi giải thích thêm là chắc quên bài rồi.
À, cả lớp để ý nha. Cả lớp để ý. Cái đồ thị có hàm số y bằng log nai ba của x. À, nó tương đối nó có dạng như cái đường màu hồng hồng đó. Y bằng log nai ba của x. Các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1, log 1 bằng 0. Và cả lớp thấy nè, trên đồ thị tôi lấy một điểm M có hoành độ bằng x. Hoành độ bằng x. Thì các anh chị thấy là tung độ sẽ là log nai ba của x. Log nai ba của x. Rồi. Và cả lớp thấy cho cái hoành độ x này chạy về 0. Chạy về 0. Chạy về 0 cộng đó. Theo cái hướng đó là 0 cộng đó. Thì điều đó sẽ dẫn đến là cái điểm M đó. Nó sẽ chạy dọc theo đồ thị xuống phía dưới. À, điểm M, hoành độ của điểm M là x mà chạy về 0 góc tọa độ nè. Thì điểm M nó sẽ chạy dọc theo đồ thị xuống phía dưới. Mà điều đó thì tương đương với là tung độ của điểm M là log nai ba của x. Cũng chạy xuống phía dưới. Mà chạy xuống phía dưới là chạy về đâu? Là chạy về trừ vô cùng. Anh lớp hiểu không? Bởi vậy chúng ta thường nói tắt là log nai ba của không cộng bằng trừ vô cùng. Log nai ba của không cộng bằng trừ vô cùng. Bởi vậy cho nên cái bài của mình ở đây nó có dạng vô định là không nhân vô cùng. Là dạng vô định thứ tư á, trong bảy dạng vô định á. Và ngoài ra cũng từ cái hình vẽ này thì cả lớp thấy rằng là trên đồ thị tôi lấy một điểm n hoành độ bằng x, tung độ fx. Fx là cũng là log nai ba của x thôi. À, thì các chị thấy rằng là khi cho cái hoành độ x này chạy về cộng vô cùng, chạy về cộng vô cùng, thì điểm n nó sẽ chạy dọc theo đồ thị lên phía trên và tương đương với là cái tung độ của điểm n là log nai ba của x, nó sẽ chạy lên trên. À, lên trên là lên trên đâu? Cộng vô cùng đó. Cả lớp hiểu được không? Bởi vậy cho nên chúng ta có cái chú thích còn lại là gì? Là log nai ba của cộng vô cùng thì bằng cộng vô cùng. Còn vừa rồi là log nai ba của không cộng thì bằng trừ vô cùng. Chịu khó học bài chút nha. Đừng có bấm máy nhiều quá. Có công phá toán học bằng Casio nha. Công phá là cái đề thi nó sẽ công phá lại các anh chị luôn á. Rồi, bây giờ mời bạn đó tiếp tục trình bày bài làm đi. Vậy thì bây giờ mình làm sao anh? Anh là bằng Liêm. Viết lại cái đề. X nhân với log nai ba của x. X tiến về không cộng. Bằng Liêm. Mình đã đưa về dạng không chia không hoặc vô cùng chia vô cùng như thế nào đây? Em có biết làm thầy ạ. Rồi. Đã quen bài rồi. Bây giờ bạn khác, hỏi bạn khác. Cố gắng. Bạn Nguyễn Anh Huy, 075, khóa 21. Tự nhiên bảo hàm. Cái x nhân lớp này biết. Bây giờ theo anh là mình làm gì? À, đạo hàm là quên cái x nhân lớp này biết. Dạ, anh đọc đi tôi biết. Dạ, là bằng log nai ba x. Thì bây giờ từ từ tôi viết theo cái ý anh chút đã. X theo log x lấy đạo hàm phải không? Dạ. Rồi, tiếp. Là bằng gì? Dạ, là bằng log nai ba x. Cộng. Ý là x cho đạo hàm là 1 phải không? Dạ, 1 nên cho log nai ba x. Cộng với?
cộng cho x nhân cho 1 phần x. Rồi. Rồi sẽ bằng log lên x cộng cho 1. X tiến về không cộng. Bằng lim. Log này về của x cộng với 1. X tiến về không cộng. Rồi bằng gì nữa? Dạ bằng lim x tiến với không cộng 1 phần x. Tạo hàm tiếp phải không? Dạ tạo hàm tiếp. Rồi tiếp. Một chi tiết. Còn một đạo hàm thì bằng ý bạn là bằng không luôn phải không? Dạ. Rồi đồng ý. X tiến về không cộng. Đã bằng gì? Dạ bằng trừ vô cực. À, ý là một chi không cộng phải không? Một chi không cộng thì nó bằng gì ta? Bằng cộng vô cùng chứ? À. À bằng luôn. Ừ. Cảm ơn. Còn bạn khác ha. Mời bạn Nguyễn Minh Phát 167 khóa 21. Nguyễn Minh Phát. Em nghe ạ. Ừ. Anh có đồng ý với cách trình bày của bạn vừa rồi không? Tôi chỉ là thư ký tôi viết lại thôi. Dạ, anh có đồng ý với cách làm của bạn không? Em nghĩ là bạn làm đúng rồi. Rồi, cảm ơn. Thêm một bạn khác. Sao có nhiều bạn không có ghi cái mã số sinh viên không biết luôn. Rồi bạn Huỳnh Thanh Hải 090 khóa 21. Huỳnh Thanh Hải. Dạ, em nghĩ là đúng. Đúng không? Rồi, cảm dạ. ơn. Cảm ơn các bạn. Nó khổ là sao cả lớp? Khổ là sao? Sai rồi. Như vậy là hóa ra là tôi biết các bạn là chuyện gì là xảy ra biết không? Là không biết cái quy tắc Lovitan dùng khi nào, dùng như thế nào. Dùng khi nào? Rồi dùng như thế nào, cách dùng ra làm sao? Nào, khổ vậy á. Giờ tôi hỏi, bây giờ tôi mới phản biện lại các anh chị nè. Ủa cái dấu bằng này ở đâu vậy? Tại sao lim của cái hàm nó bằng lim của cái đạo hàm vậy? Nếu mà các bạn cho rằng là lim của x nhân log x bằng lim đạo hàm của nó đó, thế thì ý là các bạn nói rằng là lim của hàm f x tiến về x0 bằng lim của f phẩy á hả? Ở đâu mà có cái tính chất nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ lim của một hàm bằng lim đạo hàm của nó? Làm gì có. Đây nè. Nhìn kỹ đi. Muốn áp dụng cái quy tắc L'Hôpital á, điều số 1 là nó phải có dạng U chia V, phải đưa về dạng phân thức đã. Việc thứ hai là nó phải có dạng không chia không hoặc là vô cùng chia vô cùng đã. Rồi mình mới thử áp dụng quy tắc L'Hôpital. Nha cả lớp. Phải đưa về dạng thương và rồi phải giải thích được nó có dạng không chia không hoặc vô cùng chia vô cùng hay không. Cho nên tôi nói rồi, đây là cái bài số 3 là hầu như khi giảng về cái quy tắc L'Hôpital tôi đều nêu cái ví dụ này. Nhưng mà đây cũng là một cái câu tôi thường hỏi thi lắm á. À, qua cái phần vừa rồi, anh chị thấy đó, rất nhiều sinh viên quên không để ý vậy trơn, quên. Giờ tôi mới giảng nè. Bây giờ tôi mới nói đi nói lại là thật ra cái cách viết bài không có quan trọng lắm. Tức là khi làm bài các anh chị cứ làm theo cách của các anh chị, nhưng mà đừng có sai về mặt toán học ha. Tôi chịu trách nhiệm về chuyên môn là thẩm định cái bài viết của các anh chị sai chỗ nào, đúng chỗ nào ha. Các anh chị viết thoải mái đi, nhưng mà đừng có sai. Chứ còn viết đúng mà cách khác cũng sao cả, tốt. Khuyến khích các anh chị viết theo cách của các anh chị mà đúng.
khác cách của tôi càng tốt, không sao cả. Giờ tôi giải thích, tôi làm cho nó đúng nè. Bởi vậy mấy bạn nói quy tắc L'Hôpital dễ, không phải đâu. Thật ra nhiều bạn không hiểu lắm. Liêm quyết, nhà vật lốc này bài quyết. Biết tiếng về không cộng. Bước 1 đó, mình phải đưa về dạng U chia V. Thì có nhiều cách, ví dụ log x tôi để nguyên. X này tôi đưa xuống tầng thứ 3, một chữ x. X tiến về không cộng. Đã lát ha. U nhân V. Giả sử U tiến về không cộng, V tiến về cộng vô cùng, ví dụ về đi. Thì một đó là mình đưa U xuống tầng thứ 3, V trên cho 1 chia U. Nếu đưa về như thế này thì cả lớp thấy là nó có dạng gì? V đang tiến về cộng vô cùng. Còn U tiến về không cộng, cho nên 1 chia U tiến về cộng vô cùng. Cả lớp ha. Cho nên giới hạn của mình bây giờ nó có dạng vô cùng chia vô cùng. Áp dụng quy tắc L'Hôpital được. Cách 2 là giữ U trinh tử đưa V xuống tầng thứ 3. Với cách biến đổi này thì U đang tiến về không cộng, còn V đang tiến về, mình đang giả sử tiến về cộng vô cùng, cho nên 1 chia V cả lớp thấy là tiến về không. Ha. Cho nên giới hạn của mình bây giờ nó có dạng không chia không. Không chia không. Đó, L'Hôpital được. Phải hiểu rõ như vậy. Và bây giờ bài của mình ở đây. X tiến về không cộng thì cả lớp thấy là 1 chia X tiến về cộng vô cùng. Cả lớp ha. Còn trong khi đó trên tử log này 3 của x đang tiến về trừ vô cùng. Cho nên khi mà viết như thế này thì cả lớp thấy là cái giới hạn của mình nó có dạng là vô cùng chia vô cùng. Cái dấu không quan trọng cả lớp, quan trọng là cái giá trị tuyệt đối. Các hiểu được ha? Đó, nó có dạng vô cùng chia vô cùng. Bây giờ mình mới áp dụng quy tắc L'Hôpital được, nó có cơ sở nha. Liêm lốc này 3 của x đạo hàm cả lớp thấy là 1 chia x. 1 chia x đạo hàm cả lớp thấy là trừ 1 chia x bình. X tiến về không cộng. Một chia x chia trừ 1 chia x bình dễ thấy là trừ x. X tiến về không cộng. Và tới đây thì các anh chị biết rằng là trừ x là hàm sơ cấp, phải không? Cho nên liên tục trên miền xác định, cho nên suy ra là liên tục tại không, cho nên thế x bằng không vô thôi. Và đó là đáp số. Tôi nghĩ chiều hôm nay thì bài này là một trong những bài cả lớp lưu ý và hiểu rõ cái vấn đề. Hiểu rõ cái vấn đề là hiểu rõ cái gì? Tức là mình hiểu rõ quy tắc L'Hôpital, áp dụng khi nào? Khi mà phân thức nó phải có dạng là cái hàm nó phải có dạng là một phân thức nè, U chia V có tử là cái gì, mẫu là cái gì. Và điều thứ hai là tử với mẫu á, nó cùng tiến về không hoặc cùng tiến về vô cùng thì sau đó mình mới thử áp dụng quy tắc L'Hôpital. Tôi luôn luôn về mặt toán học mình nói thử dùng, tại vì có lúc dùng nó không có đáp số nha cả lớp. Chứ không phải lúc nào dùng cũng được, không phải đâu. Cho nên tóm lại đó là bài số 3 gì? À. Bài số 3. À. Chịu khó tí, chịu khó. Thấy vậy chứ mình muốn... Như nó cũng có, nếu học kỹ lưỡng thì rớt, nó khó rớt lắm. Nhưng mà mình không học thì đậu là khó rồi. Chịu khó tí. Bài 4.
tính năng là bằng liêm. X lũy thừa căn x. X tiến về không cộng. Bây giờ chú ý về mặt lý thuyết nè. Bây giờ giả sử bài toán đặt ra là tính liêm của U lũy thừa V. Ở đây với U lũy thừa V nó rơi vô một trong ba dạng vô định mũ là một lũy thừa vô cùng, không mũ không hoặc là vô cùng mũ không. Thì có nhiều cách trình bày cả lớp. Về mặt toán học có nhiều cách trình bày cho một cách viết như thế này. Bây giờ các chị đặt y là hàm u lũy thừa v, đặt y là hàm cận tính liêm. Các chị lấy log này b của y, log này b của u lũy thừa v, dễ thấy là bằng v log u. Bước tiếp theo mình tính liêm của log này b của y, tức là liêm của v nhân với log u. Và đây chính là cái chỗ các anh chị áp dụng quy tắc L'Hôpital nè. Áp dụng quy tắc L'Hôpital đó đây. Tôi giả sử đáp số là bằng A. Tôi đang nêu phương pháp, tôi đang ôn tập lại cái phương pháp. Khi đó, đang là bằng liêm của U lũy thừa V. Đề bài cho đó, đề bài yêu cầu quá. Mà U lũy thừa V mình đã đặt bằng Y. Thấy không cả lớp? Mà Y đó thì cả lớp biết rằng là E mũ log log B của Y. À, cái chỗ này chú ý. E mũ log log B của Y thì bằng Y. Mối liên hệ giữa hàm mũ với hàm logarit cả lớp. A mũ log này b của A bằng A. Tổng quát là A mũ logarit cơ số A của M bằng M. Cho nên sẽ bằng tới đây. Các chị thấy rằng là liêm của hàm mũ là bằng liêm của cơ số được bao nhiêu lũy thừa liêm trên mũ. Ở đây cái quá trình ít tiếng về đâu tôi bỏ qua. Liêm của E là chính nó, còn liêm của log này ba của Y mình đã giả sử là bằng A rồi. Chị tha không? Đây chính là cái phương pháp làm. À, đây là một cách trình bày, nói chính xác là vậy. Mời bạn trình bày. Mời bạn Nguyễn Hoàng Phương Nam nào, khóa 16 nè. Dạ thầy. Rồi. Alo. Nghe nghe. Rồi giải nè. Rồi, với phương pháp như vậy thì bây giờ bạn đọc cho tôi biết đi. Cái thứ nhất mình làm gì? Dạ đổi thầy. Vậy mình đặt đi đó nè, làm cách làm nè, đặt y bằng gì? Dạ đặt y bằng x mũ căn bậc 2 của x à. Rồi. Từ đó chúng ta có là logarit của y sẽ bằng logarit của x mũ căn bậc 2 của x. Đọc là log này 3 luôn. Đọc. Dạ. Log này 3. Log này 3 của y sẽ bằng. Log này 3 của y sẽ bằng, dạ là log này 3 của x mũ căn bậc 2 của x
Rồi. Là bằng căn bậc 2 của x nhân với log nebe của x. Đúng rồi. Đó là bước 1. Và bước con thứ 2, giờ mình đi tính ly log nebe của y đi. Khi x tiến về 0 cộng đi. Dạ, sẽ là lim của căn bậc 2 của x nhân cho log nebe của x. X tiến về 0 cộng, rồi. Dạ. Bây giờ tôi dừng lại chút, tôi hỏi anh nè. Trước nhất là cái giới hạn đề bài cho ở đây là nó có dạng gì đã nè. Giới hạn này nó có dạng gì? Dạ, dạng là 0 mũ 0 à. Rồi, tốt, đúng rồi. Cái thứ hai là bây giờ cái giới hạn mình đang có này là có dạng gì? Dạ, không nhân trừ vô cực à? Đúng rồi, như không nhân vô cùng, đúng rồi. À, tới đây thì nó hơi tựa tựa như cái bài số 3 lúc nãy á. Giờ là bạn xử lý tiếp rồi. Dạ là... Điểm. Dạ là căn bậc 2 của... căn bậc 2 của x chia cho 1 phần log nebe x. Tôi đề nghị ngược lại đi, ngược lại tại vì log mà đi dạ. Mẫu nó phức tạp lắm á. À dạ, dạ, dạ. Nên cho 1 trên căn x. 1 trên căn x tôi đề nghị luôn là viết thành x lũy thừa trừ 1 phần 2 đi. À, để cho nó dễ chịu. X tiến về 0 cộng. Rồi. Viết như thế này thì cả lớp để ý là bây giờ nó có dạng là log nebe của x là trừ vô cùng. Còn dưới mẫu là 1 trên căn x thực ra là cộng vô cùng. Rồi tiếp theo làm sao anh? Dạ là tính, lấy đạo hàm của log nebe của x là 1 phần x. 1 trên x. Chia cho trừ 1 phần 2 x. Trừ 1 phần 2 nhân với x mũ bao nhiêu? Dạ x mũ trừ 3 phần 2 à? Đúng rồi, x mũ alpha đạo hàm bằng alpha x mũ alpha là bằng alpha nhân với x mũ alpha trừ 1 trừ 1 phần 2 trừ 1 là trừ 3 phần 2. Tính tới không cộng. X tiến về không cộng. Rút gọn biểu thức ra đi anh. Dạ là viết đáp số của biểu thức ra đi. It. Trước nhất là hệ số là còn mấy hệ số dấu là dấu gì để trừ à? Một mà trên cho một phần hai là hai nè tạo nè x mũ trừ ba phần hai anh đưa lên tử đi thành x mũ ba phần hai đủ dấu trên mũ x mũ ba phần hai mà chia x là còn bao nhiêu vậy ta x mũ 3 phần 2 chia cho x. Dạ là bằng 1 phần 2 đúng rồi, tức là căn bậc 2 của x đó, anh hiểu không? Dạ vậy thôi, x tiến về không cộng và thế đây anh chỉ việc thế vô thôi phải không? Thay x dạ, đúng rồi. Cộng vô thôi là không. Dạ bằng không. Rồi tiếp đi anh. Vậy thì ở đây về mặt lý thuyết á thì tôi đã chứng minh cho cả lớp thấy rằng là như vậy là khi đó chúng ta kết luận là L sẽ bằng E mũ kết quả vừa rồi. L tức là giới hạn cần tính ban đầu sẽ bằng E mũ kết quả vừa rồi. Còn cái chỗ này khi làm bài mình không cần giải thích. Như vậy có nghĩa là mình kết luận vậy. Vậy L sẽ bằng E mũ bao nhiêu? Dạ không. E mũ không là? Một. Một, đúng rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Làm bài ở cái vấn đề các anh chị làm gì làm, nhưng mà những cái bài như thế này tôi khi hỏi thi thì tôi muốn thấy một cách trình bày đầy đủ như thế này, chắc chắn không có vấn đề gì mà sai được cả nha cả lớp. Phải như vậy là các anh chị thấy là các cái ý để mà làm được quy tắc của Bitan đó để phải hiểu rõ ha, tới đây mình không phải lấy đạo hàm đại không phải đâu.
ta lấy đà hầm đại là coi như nó sai về mặt toán học, mình phải đưa về cái dạng u chia v đàng hoàng, nó có dạng giải thích, dạng vô định gì nếu có. Thật ra khi làm bài khỏi giải thích cũng được, nhưng mà ít nhất mình phải hiểu trong suy nghĩ mình mới L'Hôpital được. Rồi, và lưu ý rằng là cái bài vừa rồi là minh họa chung cho cả ba cái dạng mũ luôn á nha, cả lớp ba dạng mũ luôn á. Đâu rồi? Đây, cả ba dạng mũ vô một lý thừa vô cùng, một không mũ không, và ở đây tôi viết nó không đúng lắm hả ta, vô cùng mũ không thì giống như viết vô cùng vậy, một mũ vô cùng, không mũ không và vô cùng mũ không, thì cứ ba dạng đó thì cả lớp cứ trình bày đúng cái một cách viết ha. Đó là một cái cách coi như viết mẫu. Vậy tóm lại công việc của buổi đầu tiên, cuối cùng rút lại cái phần giới hạn, chắc chắn là có một hoặc là hai câu giới hạn trong đề thi rồi. Thứ hai là về cái công cụ á, công cụ phải nói thẳng là quan trọng nhất là L'Hôpital, phải không? L'Hôpital là quan trọng nhất. Rồi. Và ngoài ra thì có hai cái công cụ yếu hơn chút là dùng cái giới hạn cơ bản. Phải nói thẳng ra là nắm cái giới hạn liêm của 1 cộng 1 chia u lý thừa u, u tiến về cộng hoặc trừ vô cùng là bằng a. Ghi nhớ nha, chỗ này mình giới hạn này mình dùng nhiều lắm á, chứ sau nữa. Thứ ba là để ý một cái dạng bài tương đối đặc trưng, đó là dùng cái định lý kẹp. Rồi nhớ thêm là có 7 cái dạng vô định. Làm gì làm, người ta hỏi các dạng vô định là gì, mình phải đọc ra liền nha cả lớp, để mình kiểm tra chứ, để mình kiểm chứng một cái bài của mình nó có rơi vô dạng vô định không chứ. Không chia không, vô cùng chia vô cùng, rồi vô cùng trừ vô cùng, vô cùng nhân không, và ba dạng vô định mũ là một lũy thừa vô cùng, không mũ không và vô cùng mũ không. Rồi, và cuối cùng làm hai bài tập về nhà sau đây. Nhà làm hai bài toán cơ, làm thêm hai bài toán. À, như vậy là buổi học đầu tiên của chúng ta ôn tập cái dạng chính thứ nhất, vấn đề lớn thứ nhất là giới hạn của hàm số. Vậy là xong rồi đó.
Và trước khi nghỉ thì các anh chị coi thử có gì hỏi thêm thì hỏi đi. Dạ thầy ơi, em mới đăng ký lớp nên chưa có cái mã phòng room Google Classroom đó thầy. Ừ rồi. Các anh chị gửi cái email cho tôi đến cái mail trường chính thức. Tôi sẽ gửi cho những bạn còn thiếu. Nguyễn Văn Thùy, hcmus@edu.vn. À, còn một việc nữa là nhắc lớp là giờ này tuần sau là coi như kết thúc cái vụ xử lý về cái tên hiển thị đó nha. Cho nên là đọc cái thông báo trên Classroom rồi làm theo đúng giùm. Để lớp đông mà để tôi theo dõi đánh giá các cái bài kiểm tra sắp đến đó. Tôi theo dõi cho nó tiện vô điểm cho nó nhanh. Cho ngồi các chị tưởng tượng mình ghi tên ví dụ như Nguyễn Anh Tú chẳng hạn, chỉ ghi tên không thôi rồi tôi tra 100 trong cái danh sách 100 đấy mấy sinh viên sao tra được. Không có đủ thông tin. Nên các anh chị hỗ trợ để tôi thuận lợi trong cái việc theo dõi cái kết quả học tập của lớp. Rồi có gì thắc mắc nữa hỏi đi. Dạ thầy ơi. Đấy. Xong rồi thầy có thể gửi cái file record lên Google Classroom cho lớp để bọn em xem lại bài đúng không? Có. Mấy cái buổi giảng thì tôi đều có ghi hình lại. Rồi sau buổi hôm nay thì tôi sẽ để cái đường link lên cái trang Classroom. Rồi các anh chị nghiên cứu lại bài. Ừ, rồi. Vâng, em cảm ơn thầy. Có gì. Rồi. Và cứ hai tuần là chúng ta sẽ làm một cái bài trước mắt là các cái bài test trắc nghiệm á. Cho nên là rút lại là cuối buổi giờ này tuần sau học tiếp rồi. Mình học xong rồi thì cuối buổi đó chúng ta sẽ có cái bài test nhỏ. Thì các cái bài test này thì sẽ hỗ trợ cho cái việc là lấy điểm thành phần hỗ trợ là hỗ trợ như thế nào. Cái bài kiểm tra giữa kỳ á, nếu mà bình thường như hồi nãy đã nói đó, lấy 50% đó thì chúng ta sẽ có hai cái bài chính thức. Nhưng mà giả sử hai cái bài chính thức, tôi giả sử mình tệ quá đi, bài số 1 không, bài số 2 1, ví dụ vậy, tệ quá thì tôi sẽ xem thêm các cái bài kiểm tra định kỳ thêm. Định kỳ là dù hai tuần tôi sẽ test bài đó. Thì tóm lại là cuối buổi hôm sau thì sẽ có cái bài test số 1. Thì nếu mình xem thêm cái bài test mà các anh chị có làm bài đầy đủ ha, rồi có kết quả tương đối tốt thì tôi sẽ vớt lên. Rồi vậy nha, cái chuẩn bị. Rồi, mình dừng ở đây nha cả lớp. Chào các anh chị. Dạ, chào thầy ạ. Rồi, chào lớp. Chào các anh chị.